chào bà con, thì em đang có mặt ở đây là hẻm 14, phường 4, khu phố 2. Dạ dạ, ở đây là tới 15 nhà luôn hả? Thì bây giờ em nói về khả năng, em có khả năng bây giờ mình chia sẻ lên nhau nha. Còn rất nhiều bà con em gửi cho ở đây 7 phần nha, 7 phần gạo, 7 phần thô. Mình chia sẻ nhau đi, sống vui vẻ đi. Ngày nay mai có duyên có việc em lên nữa nha. À, có mấy đứa nít lận? Có 8 đứa luôn. Dữ vậy hả? Rồi, vậy chút xíu em gửi sữa cho mấy bé uống không? Vậy hả? Cô đứng đó, cô đứng đó thì đừng có lại gần giờ vậy. Sao nhà cô ở đâu? Rồi thôi cô nhà về nhà cô đi, đừng ra đây nắng lắm, về nhà đi lát chút xíu con về nhà đi. Rồi lấy khô lấy sữa nha. Bây giờ em có ít sữa trước nè nha, vì mình chia nhau ra mấy đứa bé uống nha. Rồi để em lấy khô lấy gạo nữa. Trong cái bao này á, là có 5 phần gạo. Đây là 7 phần khô. Để lấy thêm 2 phần gạo nữa. Để em sắp xếp ngoài sau. Rồi. À. Rồi ok. Rồi bây giờ hai anh trai vô phụ giùm đi ha. Bây giờ mình chia sẻ giúp đỡ bà con nhau nha. Ờ, gạo khô này có mạnh thường quân rồi tặng bà con mình á. Rồi còn mấy đứa sữa vô, mấy đứa bé chia nhau ra uống nha. Rồi. Thôi chúc sức khỏe hết nha. Rồi. Một phần gạo, phần khô, phần sữa luôn phải không? Con để đây nha. Rồi, có gạo, có khô, có sữa cho bé uống luôn nha. À, cái này đồng bộ mạnh thường quân tài trợ hết, em chỉ đem tặng thôi nha. Dạ, chúc bà con mình sức khỏe nha. Dạ, dạ, thôi cô nhận đi con. Đầy đủ gạo chưa? À, 6 phần không? À, rồi trong cái bao này là có 5, bao này là 6. Còn sữa. Thôi à, anh lớn à, anh eo cho mẹ em nha. Bây giờ trong cái bao này là có 5 phần gạo à, với 5 với 1 bao là 6 nha. Em gửi ở đây bà con mình 6 phần, có phần sữa đó. Đúng rồi, đúng rồi. Thì bây giờ khả năng em có tới đây thì hỗ trợ bà con như đây. Nay mai em sẽ có việc em dân lên nữa nha. Rồi. Vậy hả? Dạ. Yeah. Bây giờ em sẽ đi lên mấy cái hộ ở trên có danh sách trước. Nếu mà còn dư em sẽ quay lại. Ha. Đúng rồi, em nói là em sẽ quay lại nếu mà em còn dư quay lại. Bà con có danh sách em sẽ tặng nha. Rồi rồi. Rồi thôi bà con mình giữ sức khỏe nha. Dạ dạ. Vậy em tặng thêm phần sữa nha. Rồi, em tặng thêm phần sữa nha, rồi em tặng thêm phần sữa cho. Rồi rồi rồi. Để em gửi thêm phần sữa nữa nha. Rồi rồi anh cứ đi vô đi, anh vô đi. Rồi 6 nhà, 6 phòng vô thôi. Rồi. Rồi để em để phần sữa đó nha. Rồi rồi chúc con vui vẻ nha. Rồi rồi để em lên trên kia, nếu mà em còn dư sẽ quay lại bà con nha. Rồi rồi. Vậy chị, em gửi chị phần sữa với khô ăn lấy thảo nha. Rồi thôi giúp đỡ bà con mình có nhiều nhận nhiều nha. Thôi được rồi. Em bé có sữa không? Rồi ha. Dạ thưa bà con, thì bây giờ em sẽ tới chỗ ngã ba xã Long Chánh nha, để tặng cho gạo để tặng cho bà con nha. Ờ, quẹo phải luôn. Thì
nói chung là bà con mình chia sẻ, em nhã nhập danh sách thì em sẽ cố gắng, nếu mà có duyên em sẽ quay lên em tặng gạo cho bà con nhé. Đây xã Long Chánh rồi, ở đây là xã Long Chánh nha quý vị, ở đây vừa là thị xã Gò Công. À, đây nè quý vị, bây giờ em đang có mặt ở Long Chánh em gọi nè. Đó, quý vị thấy không, 12, 13 người luôn nè. Đó, em phải gọi nha, người bà con nào ra đây thì em sẽ gửi quà, còn bà con nào gọi không được hoặc là đó, như bây giờ em liên hệ không được thì giờ sau thì em phải đi đúng không quý vị. Rồi chuyển qua gọi người khác nha. Ở đó là nhà trọ hay là sao em? Nhà trọ hay là nhà dân? Nhà ở, nhà dân. Dạ. Mình làm nghề gì ta? Dạ, nhà thì đi làm mướn mà lúc này không có đi làm. Bây giờ mấy hộ kia đâu không ra? Dạ, tại vì nhà ông ngoại này kia ông già rồi nên. Ông ngoại em hả? Dạ. Thôi bây giờ vậy, anh gửi em 3 phần thôi nha. Dạ. Mình chia sẻ nhau, tại bà con còn rất là đông nha. Em ngồi đó đi, em để gạo ở đây rồi em chở về nha. Con em á hả? Em có hai đứa con rồi. Rồi để anh cho phần sữa nha. Gì vậy, để đây sao đế quỷ. Để đây đi. Lấy phần sữa luôn. Hôm nay được hỗ trợ gạo gì chưa? Dạ, gạo có một lần ở ngoài xã cho được một lần 5 kg. Lâu chưa? Lâu rồi. Vậy hả? Thôi kệ, chứ san sẻ hỗ trợ nhau lúc này thôi nha. Dạ. Rồi thôi em nhận đi. Dạ, cảm ơn anh. Cái này của Mạnh Thường Quân á. Cảm ơn Mạnh Thường Quân thôi, anh chỉ anh chỉ chở tặng cho bà con mình dùm thôi. Rồi tạm biệt nha. Dạ. Ở nhà có con nhỏ hả? Dạ, có 4 đứa luôn hả? Chụp hình cho anh coi nữa. Được rồi. Thôi giờ vậy, nói chung bây giờ anh gửi phần sữa thôi, tại vì bà con nhiều quá. Dạ. Còn phần khô, phần gạo, phần sữa nha. Đây. Để chỗ này đi, chị qua chị nhận đi. Rồi em gửi chị nhận cho em đi. Này có Mạnh Thường Quân gửi tặng bà con mình nha. Cảm ơn. 3 phần nữa. Cho em để tặng bà con cả nha. Chị đứng xích vô trong đi, đứng xích vô trong đi. Em gửi 3 phần gạo, 3 phần khô nha. Em về em gửi lại cho bà con giùm anh, rồi em nhận đi. Hồi nãy có gửi chị không? Tên gì? Lưu không? Rồi, chị có không? Rồi, đợi đi, đợi đi. Rồi vậy nha. Rồi, hai người để tặng luôn cho. Để đây lại hả? À, hai tay sắp được có hai thứ. Rồi, vậy là hai phần gạo, hai phần khô nha. Rồi, đợi cho nha. Dạ, vườn rồi. Hai cô đứng xích chơi đây. Dạ. Mình là xã Long Chánh hết luôn hả cô? Đúng rồi. À. Đây, bài giấy. Úi, trời ơi. À để đây đi. Bây giờ san sẻ nhau dạ, sống lúc này nha cô. Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ. Đủ rồi, cô nhận giùm con đi. Dạ. Bây giờ con còn phải đi rất là nhiều bà con nữa. Nên bây giờ có gì dẫn nấy nha. Dạ, rồi cảm ơn nhiều. Dạ. Bà con thấy rằng em nói, nó thương em không? Nó cho em hai cái phần nhẹ nhất à. Còn nó cần hai vị khô nặng nhất á.
Rồi để đây luôn ha. À. Rồi mời chị với em lại nhận luôn anh đi. Ngồi thôi. Cố lâu nhiều nha. À, bà con sống vui vẻ nha. Dạ dạ. Rồi, lên nữa đưa phần nhẹ cho. Rồi, rồi được nhẹ. Rồi đi nha. Dạ gọi là gọi từng người giống như shipper vậy đó. Chứ đâu có thể kêu một lúc ra nhiều người đó, giãn cách mà. Rồi dài tặng mỗi người một phần nha. Rồi rồi. Rồi ăn lấy thảo nha, vui vẻ nha. Rồi. Trà sữa coi. Mình gọi bà con nhiêu thôi. Gọi điện thoại nãy giờ 5 người mà mới em mới lai ra đầu tiên đó. Còn 5 người nó đứng đợi nè. À, để gọi phần sữa đó nha. Rồi em nhận đi nha. À, có Mạnh Thường Quân gửi tặng bà con mình nha. Dạ rồi, cảm ơn. Rồi rồi. Trời ơi nãy giờ đứng đâu vậy? Dạ, đi gõ thuốc lên trên đây. Thôi tặng chị phần gạo à. Ăn gạo khô nha. Dạ, cảm ơn. Có gì? Rồi chị nhận đi chị, chị nhận đi. Chị dư gì phải không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, tội nghiệp quá vậy. Tại không có nhà, không có xe. Dạ. Yeah. Còn sữa không? Tặng cho phần sữa đi. Chị có thai hả? Dạ. Để em tặng cho chị phần sữa cho. Dạ. Em lưu lại chút đi, em lưu lại chút đi. Đây anh gửi cho em phần sữa luôn em. Rồi em lấy đi. Rồi em lấy đi em. Dạ. Rồi chúc em sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn.